Mới đây, chủ đầu tư nhiều dự án thành phần thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải, Thủ tướng Chính phủ nhiều biện pháp tháo gỡ cho các dự án thành phần của tuyến cao tốc này vì tình trạng thiếu nguyên vật liệu thi công và thiếu vật liệu đắp nền đường ngày càng nghiêm trọng. Ban quản lý dự án 7 cho biết, tình trạng khan hiếm vật liệu đắp nền đường đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch về tiến độ thi công của nhà thầu nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc Nam. Đặc biệt tại hai dự án Vĩnh Hảo Phan Thiết và Phan Thiết Dầu Dây đang rất khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn đất để phục vụ đắp nền đường. Cụ thể, tại dự án Vĩnh Hảo Phan Thiết, cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư. Hiện mặt bằng sạch đã được bàn giao cơ bản, đảm bảo đủ điều kiện triển khai thi công của dự án. Các nhà thầu đã huy động đủ thiết bị, nhân sự để thi công. Tuy nhiên, một số mũi thi công nền đường đang thi công cầm chừng do thiếu vật liệu đắp nền. Kết quả rà soát vật liệu đất đắp từ 32 mỏ có khả năng cung cấp cho dự án khoảng 4,61 triệu mét khối, nhưng nhu cầu vật liệu của dự án lên tới 9,2 triệu mét khối. Hiện nhà thầu đã thi công cơ bản xong khối lượng vật liệu tận dụng và đã ký hợp đồng cung ứng vật liệu đất đắp với 6 trên 6 chủ mỏ và mới triển khai đất đắp nền đường được 0,60 trên 9,20 triệu mét khối, mà khối lượng chủ yếu khoảng 0,50 triệu mét khối là đất tận dụng. Khối lượng thi công đắp đất nền đường còn lại khoảng 8,60 triệu mét khối trong thời gian 6 tháng còn lại là rất nan giải. Tương tự, một nhà thầu thuộc dự án cao tốc Phan Thiết Dầu Dây cho biết, nhà thầu gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn đất để phục vụ đắp nền đường. Trong đó, chỉ tính riêng gói thầu số 3 cần khoảng 3,4 triệu mét khối đất san lấp. Nhưng đến nay, nhà thầu mới chỉ có khoảng 1,2 triệu mét khối đất được tận dụng trong quá trình bóc tách khi thi công tuyến. Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra, thì nhà thầu sẽ khó trong việc đảm bảo tiến độ dự án, công trình phải thi công cầm chừng. Trước thực trạng này, Ban quản lý dự án 7 đã kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các sở ngành và địa phương sớm xem xét và hoàn chỉnh thủ tục khai thác mỏ để đáp ứng nhu cầu vật liệu đất đắp cho dự án. Đồng thời kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành liên quan sớm xem xét và có giải pháp căn bản đồng bộ về chủ trương để tháo gỡ những vướng mắc thủ tục về khai thác vật liệu đất đắp nền đường nhằm đáp ứng kịp thời và ổn định cho dự án. Đối với đất đào tận dụng để đắp khoảng 2 triệu mét khối, địa phương có văn bản đề nghị dự án phải đóng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, phí tài nguyên. Ban quản lý dự án 7 cho rằng việc này chưa có tiền lệ đối với các dự án đã thực hiện sẽ gây phát sinh chi phí đầu tư của dự án. Từ đó kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét và có ý kiến chỉ đạo.